Món ăn ngày hôm nay mà mình chia sẻ đến anh chị em và các bạn rất là đơn giản. Đó là món đậu hũ nướng muối ớt. Và nguyên liệu của mình chủ yếu chỉ có một miếng đậu hũ này thôi, cùng với các gia vị thông thường gồm có đường, muối, nước tương, bột ớt, tiêu, bột tỏi và tương ớt. Mình pha phần sốt 1 phần 2 muỗng cà phê đường, 1 phần 3 muỗng cà phê muối, 1 phần 6 muỗng cà phê tiêu, 1 phần 4 muỗng cà phê bột tỏi, một chút xíu bột ớt. Mình dùng bột ớt Hàn Quốc. Tùy các bạn thích ăn cay nhiều hay cay ít mà mình dùng ha. Chút xíu tương ớt. 1 phần 2 muỗng cà phê nước tương. 1 muỗng cà phê dầu ăn. Đậu hũ mình sẽ khứa xéo. Mình khứa, không có khứa hết nha các bạn. Mình khứa như vậy để khi mà mình ướp nó sẽ thấm hơn. Xuống 1 phần 2 miếng đậu hũ thôi. Là mình khứa ngang trở lại như vậy. Đó. Mình ướp mặt sau của miếng đậu hũ trước ha. Mình ướp đều các cạnh luôn nè. Cho vào trong đây các đường mà mình đã cắt đó. Mình ướp cho thấm đều bên trong đến bên ngoài luôn nha. Rồi, mình để chừng 5 phút cho đậu hũ thấm gia vị. Mình cho chút xíu dầu ăn thôi. Rồi cho đậu hũ vào chiên. Mình sẽ úp cái mặt mà lúc nãy mình cắt ra đó, mình chiên trước. Mình úp nó xuống dưới. Mình cho vào lúc mà dầu chưa có nóng luôn nha. Rồi mình để mình chiên từ từ. Chiên 2 phút thì mình trở mặt. Mình không có chiên lửa lớn nha. Tại vì chiên lửa lớn đó, nó có chất đường nó sẽ khét. Và những cái chất ớt nè, bột ớt này kia đó, nó dễ làm cho miếng đậu hũ bị khét lắm. Hết rồi thì mình tắt bếp được rồi. Chỉ cần bỏ ra thời gian 5 phút là mình đã có được một món ăn vừa ngon vừa đơn giản, dễ làm.
mình sẽ ăn chung với cơm và ăn kèm với rau răm. Anh chị em và các bạn đã xem, nếu như anh chị em và các bạn thích thì bấm đăng ký kênh và bấm chuông để ủng hộ cho kênh của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong món ăn lần sau.